Rất rẻ. Hoàng Nguyễn xin kính chào toàn thể anh chị cô chú và nhà đầu tư. Nay em xin chia sẻ đến anh chị cô chú và nhà đầu tư, đặc biệt là những anh chị công nhân viên chức nhà nước hoặc là anh chị em công nhân có cái số tiền nhỏ nhỏ mình đầu tư vào cái căn nhà 10 x 42 m ở mặt tiền tỉnh lộ 707. Thì bây giờ mình sẽ tìm hiểu cái căn nhà này nhé. Nó ở xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Định. Một căn nhà cấp 4 đẹp, mua vào ở ngay, ngang 10 dài 42 m, nằm ở trên mặt đường tiền đường tỉnh lộ 707. Từ đây về Phan Thiết là khoảng 12 cây. Đi lên các hướng Hàm Thạnh, Hàm Cần, Mỹ Thạnh và sau này con đường nó mở rộng ra sẽ đi về Bảo Lộc, Lâm Đồng được luôn nha anh chị cô chú. Thì cái nhà này trong sổ là 11 x 42 nở hậu nha. Nhưng mà chủ nhà là đã cắt 1 mét để cho cái nhà về cái bên để làm đường đi. Thì như vậy mình bán là bán cái thực tế là 10 x 42 nha. Từ mốc lộ giới ra thì còn 32. Có 100 mét thổ cư. Nhà mua vào ở ngay thì nằm gần chợ, gần trường học, ủy ban, nhà thờ, trong bán kính 1 km trở lại. Nhà này anh chị cô chú đầu tư vào có thể xây cất nhà mới hoặc là mua bán làm cà phê này nọ. Thì bây giờ mình sẽ vào bên trong mình sẽ tìm hiểu thử nhé. Thì nhà có cổng rào đã rõ ràng rồi, có cái hệ thống mái tôn cũng rất là rộng, sân rộng rãi phù hợp với gia đình nhỏ nha. Ở nhà có phòng ốc được cũng mấy phòng đó, bây giờ mình sẽ đi dạo bên ngoài một tí xíu. Thì cái nhà này thì chủ cũng không ở lâu rồi, cũng một vài năm rồi, cho nên nhìn ở bên ngoài nó cũng hơi bề bộn. Đó, thì có sao em ghi hình lại vậy để thì anh chị cô chú thấy hợp thì mình đầu tư, không hợp thì thôi. Đó, phía sau này thì trước đây chủ ta làm cái lò sấy búp thanh long á, để người ta bán qua Trung Quốc, và bây giờ làm ăn thua lỗ rồi không có làm nữa. Thì nhà này chủ nợ ngân hàng 500 triệu nha. Nếu anh chị cô chú mà đầu tư vào thì đặt cọc 600 để chủ lấy sổ về. Thì cái vấn đề này thì anh chị cô chú cũng không phải lo nhiều nha. Đó. Ở phía sau mình đi vô này, sau cũng có hệ thống bếp. Nói chung nhà thì cũng đã cũ rồi nha anh chị cô chú, nhưng mà chủ nhờ thì mình rao viên ngay tới thì anh chị cô chú đó đầu tư. Thì nói thẳng ra mình bán cái nhà này, nếu mà anh chị cô chú có tiền lại thì đầu tư lại, xây sửa lại giống như bán đất mặt tiền nha. Phía sau thì đương nhiên nhà cửa mà xây sẵn thì nó đôi khi nó không có phù hợp với cái tiêu chí của mình, vì vậy mình mua giống như mua đất vậy đó. Đây được 2-3 phòng, trên phòng khách nha anh chị cô chú. Đó. Rồi mình đi, đi ra phía trước sân. Thì đây nhìn ra 10 mét ngang, 42 mét dài. Có 100 mét thổ cư. Thì nhà này chủ bán thì anh chị cô chú nào có tiền thì xây lại nhà mới đẹp hơn, khang trang hơn. Mặt tiền này có thể là buôn bán, kinh doanh, làm mặt bằng kinh doanh hoặc là buôn bán cà phê. Đó, phía bên phải mình đi lên là ngã tư
Hàm Thuận đó. Còn đối diện căn nhà là những cái ngọn núi nhấp nhô, núi đó là núi Cô Nhí nha đó. Còn bên trái của mình đi xuống là xuống Phan Thiết khoảng 12 cây. Đi quốc lộ 1A thì khoảng cũng 12 cây luôn nha. Đó. Thì anh chị cô chú nào mà xem cái căn nhà này á, nó thấy hợp với túi tiền của mình thì hãy gọi cho em nha. Chủ thu về 1.3 không thương lượng. Đó, nhìn một lần nữa nè. Đó. Rất là rộng rãi. Thì bán cái căn nhà này cũng giống như bán đất mặt tiền luôn anh chị cô chú. Mà đất mặt tiền tỉnh lộ 707 này cái giá đó thì rất là rẻ. Đây cái 1 mét bên đây chủ cho cái nhà kế bên để người ta làm đường đi nha. Cho nên công sổ là 11 mét nhưng mà thực tế là có 10 mét thôi, nở hậu. Đó, mình nhìn phía bên hông căn nhà này, do chủ cũng không có ở nên cây cỏ nó mọc tùm. Thì rao cái mảnh này, cái nhà này thì cũng giống như bán đất luôn, vừa bán nhà nhưng mà cũng giống như bán đất. Anh chị cô chú có tiền thì xây lại, không có tiền thì cứ để nguyên ở. Gia đình trẻ thì mua vào ở ngay nha. Đó. Phù hợp với những anh chị công nhân viên hoặc là những anh chị có chút tiền mà làm công nhật mỗi ngày này nọ đó, mình mua về mình ở cũng được. Ở đây thì an ninh nó an toàn nha anh chị cô chú, không có phải lo lắng về an ninh nha. Rồi, rồi một lần nữa thì đất rẻ, Hòa Nguyễn xin thông tin lại cái căn nhà ở mặt tiền tỉnh lộ 707. Tổng sổ là 11 x 42 nhưng thực tế là 10 x 42 và từ mốc lộ giới ra là còn 32 mét nha. Thì cái này là sau này đường nó có thể mở rộng ra thì nhà nước sẽ lấy cái phần 10 mét đó, còn kho nếu mà chưa mở thì mình cứ ở bình thường. Thì chủ thu về 1.3 không thương lượng nha anh chị cô chú. Rồi hãy gọi ngay cho em qua cái số điện thoại 038 428 9936 để được em hướng dẫn xem nhà và làm việc với chủ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.